Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battlecry. Bangladesh hiện nay đang trải qua một thời kỳ hỗn loạn với ngày càng nhiều phe phái nổi lên. Tuy nhiên, có một điều mà người ta thấy rằng hiện nay đã không còn thấy cụm từ dân chủ hay nhân quyền nào như cái danh ban đầu mà người ta đặt ra. Thay vào đó, bản chất của những kẻ cầm đầu đã lộ diện. Bangladesh hiện nay đang đứng trước nguy cơ hình thành một cuộc nội chiến giống như Myanmar, hoặc là sẽ có một kế hoạch Bravo phiên bản Bangladesh. Vậy thì điều gì đang xảy ra ở quốc gia này? Nguy cơ nội chiến. Vào sáng ngày 5 tháng 8, cả thế giới không khỏi ngỡ ngàng trước thông tin bà Hasina, thủ tướng Bangladesh, đã buộc phải lên trực thăng tháo chạy khỏi đất nước, nơi bà đã ở trên đỉnh cao quyền lực trong suốt hơn một thập kỷ. Mặc dù người ta dùng những từ như rời khỏi đất nước, thế nhưng đúng nghĩa hơn thì nó giống như là một cuộc tháo chạy trước sức ép dữ dội của làn sóng biểu tình bạo lực và mất đi sự ủng hộ từ quân đội thì đúng hơn. Phe sinh viên đã lên nắm quyền với thủ lĩnh Muhammad Yunus được bầu làm thủ tướng chính phủ lâm thời cho tới khi có một cuộc bầu cử mới. Các cuộc bạo loạn thì vẫn tiếp diễn ở khắp nơi khi những sinh viên tràn ra cướp phá các tài sản công cộng và chưa có dấu hiệu kết thúc. Tuy nhiên, đó thì vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất, khi mà hiện nay đang có dấu hiệu cho thấy Bangladesh đang đứng trước nguy cơ của một cuộc nội chiến giống như Myanmar, khi mà phe ủng hộ bà Hasina ở trong nước cũng đã chính thức đứng lên biểu tình và chống lại nhóm biểu tình đối lập. Theo tờ nhật báo Daily Observer, một cuộc bạo loạn khác cũng đã bắt đầu ở thành phố Gopakani thuộc vùng Dhaka. Hàng chục ngàn người ủng hộ đảng Liên đoàn Awami, tức là đảng của bà Hasina, đã xuống đường biểu tình. Họ đã có những cuộc đụng độ với quân đội vào ngày 10 tháng 8. Chỉ trong một buổi chiều đã có 2 quân nhân thiệt mạng, 4 quân nhân bị thương và 20 người biểu tình thiệt mạng. Một xe quân sự bị đốt cháy. Hiểu đơn giản thì Bangladesh hiện nay đang bị chia thành hai phe. Một phe là các sinh viên biểu tình đòi lật đổ bà Hasina và phe còn lại ủng hộ chính quyền cũ của cựu thủ tướng Hasina. Còn chính phủ lâm thời của thủ lĩnh sinh viên Muhammad Yunus thì vẫn đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Điều đáng nói đó là khi nhậm chức, ông này đã cam kết là kiểm soát các cuộc bạo loạn và cướp phá tài sản. Thế nhưng mới chỉ có biển hiệu mà thôi, chứ chưa thấy biểu hiện. Ngày 19 tháng 8, thủ tướng lâm thời Muhammad Yunus đã tuyên bố sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành động nào phá vỡ chuỗi cung ứng ngành may mặc toàn cầu mà Bangladesh là một nhà cung cấp chính. Vậy thì có gì bất thường trong lời nói của ông này? Thứ nhất, ai đã gây ra tình trạng phá vỡ chuỗi cung ứng ngành may mặc tại Bangladesh hiện nay? Câu trả lời thì chính là những lực lượng sinh viên biểu tình do chính ông Yunus đứng đầu. Hiện nay, 90% xuất khẩu của Bangladesh đều phụ thuộc vào dệt may, và khi mà bạo loạn xảy ra thì toàn bộ các công xưởng ở đây đã phải dừng hoạt động vô thời hạn. Hiện nay thì Bangladesh có khoảng 3.500 nhà xưởng dệt may, trong đó tất cả đang ngừng hoạt động hoặc đang hoạt động cầm chừng. Không những vậy, đã có 13 xưởng bị phá hủy và đốt cháy. Nhiều công xưởng khác bị lực lượng biểu tình cướp phá. Nếu các bạn dùng Telegram hay TikTok thì sẽ không khó để thấy những hình ảnh mà những nhóm này đã đập phá và hôi của những tài sản công cộng. Theo tờ Business Standard của Bangladesh, số đơn hàng của Bangladesh đã giảm tới 40% trong chưa đầy một tháng. Đa phần các đơn hàng của Bangladesh thì đã được chuyển sang phía Việt Nam, công xưởng dệt may lớn thứ 3 thế giới. Với ngành xuất khẩu phụ thuộc đến 90% vào dệt may, thì chuyện gì đang xảy ra các bạn có thể hiểu được rồi đấy. Mặt khác, điều này thì cũng sẽ đẩy Bangladesh vào một thảm cảnh khác, đó là nạn thất nghiệp. Ước tính hiện nay, ngành dệt may của nước này có khoảng 4,4 triệu lao động. Việc các đơn hàng giảm đồng nghĩa với việc là các doanh nghiệp sẽ buộc phải cắt giảm lao động và giảm lương. Không những vậy, cuộc bạo loạn này cũng đã làm giảm vị thế và uy tín của Bangladesh trong mắt các nhà đầu tư. Đơn giản là chẳng ông nào muốn đổ tiền vào một quốc gia có khả năng xảy ra bạo loạn và tài sản của mình thì bị cướp phá bất kỳ lúc nào. Mặt khác, 25% nhà xưởng của Bangladesh hiện nay thuộc sở hữu của các ông chủ Ấn Độ. Trước tình hình bạo loạn này, họ đã bắt đầu rút chân ra khỏi Bangladesh. Thứ hai, mục tiêu của cuộc biểu tình ban đầu là gì? Theo những gì được chính phe biểu tình tuyên bố, đó là do chính sách phân bổ hạn ngạch viên chức. Cụ thể là việc Bangladesh đã dành hơn một nửa chỉ tiêu
tuyển dụng các viên chức hàng năm cho các nhóm đặc quyền như con cháu của các cựu chiến binh trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc khỏi Pakistan năm 1971 hay là những người dân tộc thiểu số. Thế nhưng, khi những cuộc biểu tình ôn hòa dần đi tới bạo loạn, thì tòa án tố cao Bangladesh đã hủy phán quyết của tòa thượng thẩm, tuyên bố 93% chỉ tiêu tuyển viên chức sẽ tuyển dụng theo năng lực, 5% sẽ chỉ dành cho con cháu cựu chiến binh, 2% cho khu vực kém phát triển. Phán quyết khôi phục Internet và nới lỏng lệnh thiết quân luật. Chính quyền hy vọng rằng với những phán quyết này thì tình hình sẽ hạ nhiệt. Thế nhưng tình hình sau đó đã ngược lại khi người biểu tình vẫn chưa chịu mà còn đẩy mọi thứ lên cao hơn. Và kết quả cuối cùng là dẫn tới sự sụp đổ của chính phủ đương thời của bà Hasina và tình trạng hỗn loạn diễn ra như ngày hôm nay. Mohamed Yunus được gọi là thủ lĩnh sinh viên và được đưa lên chức thủ tướng lâm thời với lời hứa là sẽ thực hiện mọi yêu sách mà phe của ông đưa ra, đem lại công bằng trong chính sách phân bổ viên chức và đưa đất nước ra khỏi thời kỳ khó khăn. Thế nhưng, kể từ khi lên nắm quyền cho tới nay, bạo loạn vẫn cứ tiếp diễn với nhiều phe phái hơn. Không chỉ có phe ủng hộ cựu thủ tướng Hasina, mà còn cả những người theo Hindu giáo, tức là xuất hiện phe thứ ba. Lý do là vì 8% dân số Bangladesh theo đạo Hindu giáo. Khi các cuộc bạo loạn xảy ra, hàng loạt nhà thờ và tài sản của những người này đã bị cướp phá trên khắp đất nước. Vậy là chính quyền lâm thời được sinh viên tạo ra đã tự phá vỡ chuỗi cung ứng diệt may, khiến cho nền kinh tế của Bangladesh ngày càng trầm trọng hơn. Sau đó thì chính những người này tuyên bố là sẽ khôi phục lại chuỗi cung ứng mà bỏ qua yêu cầu của nhóm sinh viên, đó là chính sách phân bổ hạn ngạch. Một vòng xoáy hỗn loạn bắt đầu khi bản chất của những kẻ đứng sau đã dần lộ diện. Đó là không phải vì dân chủ, tự do, mà chỉ vì quyền lực mà thôi. Kế hoạch Bravo. Chưa biết khi nào cái dân chủ, tự do của những thủ lĩnh sinh viên mới diễn ra ở Bangladesh. Thế nhưng, một tương lai mù mịt với nghèo đói và bạo lực là điều có thể thấy rõ. Nhìn vào Bangladesh hiện nay, đang có nhiều dấu hiệu cho thấy có một kế hoạch Bravo đang được những kẻ bí ẩn đằng sau giật dây. Trước hết thì phải biết kế hoạch Bravo là gì. Đầu tiên, hãy trở về với miền Nam Việt Nam năm 1963. Sau thất bại ở trận ấp Bắc năm 1963 và mâu thuẫn về kế hoạch chống cộng sản, cùng với đó là các vấn đề về Phật giáo, mà đỉnh điểm là vụ quyên sinh của Hòa Thượng Thích Quảng Đức, người Mỹ đã quyết định lên kế hoạch đảo chính Diệm và Nhu. Người Mỹ thích tạo ra bù nhìn, còn họ Ngô Đình thì chưa bao giờ muốn làm bù nhìn. Nhà Trắng đã lợi dụng những tướng lĩnh theo đạo Phật cùng với các viên tướng trưởng thành từ thời thực dân Pháp đã bị Nhu và Diệm thờ ơ trong quá trình cầm quyền để tiến hành đảo chính. Ngô Đình Nhu với lưới mật thám nắm trong tay của mình đã phát hiện ra những điều bất thường từ trước đó, và ông ta quyết định lập nên một kế hoạch với mật danh là Bravo để tiến hành phản đảo chính. Đây không phải là một kế hoạch phản đảo chính thông thường theo kiểu mày đánh thì tao chống lại, hay tao sẽ đi lùng sục xem thằng nào đảo chính thì tao bắn. Bravo là một kiểu phản đảo chính được thực hiện tinh vi hơn vậy rất nhiều. Đó là dùng đảo chính để phản đảo chính. Bước 1, Nhu và Diệm sẽ cho đại tá Lê Quang Tung rút một phần lực lượng đặc biệt của ông ta ra khỏi Sài Gòn để đánh lừa người Mỹ và hội đồng tướng lĩnh. Cùng lúc đó, các lực lượng trung thành khác với các đơn vị thiết giáp sẽ bí mật bố trí quanh đô thành, rồi sẽ cùng phá rối, làm ra vẻ chống Diệm. Họ sẽ tạo ra một cuộc nổi dậy đảo chính giả. Và theo kế hoạch, vì là đảo chính giả nên phe đảo chính sẽ bí mật dọn đường cho Diệm và Nhu rút về Vũng Tàu với đầy đủ những phương tiện liên lạc đã chuẩn bị từ trước. Và rồi thì một chính phủ mới sẽ được thành lập từ những người chống đối nhà Ngô Đình, nhưng sẽ không có thực quyền trong tay. Nói nôm na là binh quyền, quân đội vẫn sẽ do những người thân tín với Nhu và Diệm nắm giữ. Bước 2, các tướng Tôn Thất Đính và Huỳnh Văn Cao sẽ sử dụng quân đội chính quy của họ bao vây quanh Sài Gòn, tấn công và giả vờ như tái chiếm lại thành phố, rồi tóm gọn chính phủ lâm thời. Và sau khi dọn dẹp xong, sẽ đưa hai ông Diệm Nhu trở về từ Vũng Tàu, như kiểu Hitler vừa thoát ra khỏi vụ nổ bom ở Hang Sói thời Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, kế hoạch của anh em Diệm Nhu đã thất bại do sự phản bội của Tôn Thất Đính và đã tạo ra cái chết của cả hai.
đó là một Bravo thất bại. Thế nhưng, nói tóm lại thì công thức chung của Bravo đó là bước 1, đảo chính giả, bước 2, phản đảo chính. Và cuối cùng là thế lực đứng đằng sau thao túng mọi thứ ngay từ đầu, nhân danh chính nghĩa, tiêu diệt cả chính phủ đương thời lẫn cả đảo chính. Trường hợp này đã xảy ra với cả Nguyễn Khánh và cuối cùng là Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ lên nắm quyền. Nhìn vào Bangladesh hiện nay, dường như mọi thứ đang ở bước thứ hai. Đó là khi xuất hiện một phe nhân danh bà Hasina chống lại phe chính phủ lâm thời. Tuy nhiên, ai mà biết được những kẻ xuống đường biểu tình này có thực sự là vì bà Hasina hay không? Khi mà chính bà đã trả lời trước truyền thông rằng bà kêu gọi mọi người đang biểu tình, đang cướp phá những tài sản quốc gia, hãy dừng lại để tránh đổ máu thêm nữa. Bà cũng tuyên bố mình đã quá mệt mỏi và từ chối trả lời mọi câu hỏi liên quan tới việc có trở lại đất nước hay không. Đây là một kịch bản rất quen thuộc trên thế giới. Khi một sự hỗn loạn được đẩy lên cao trào, chắc chắn là phải có một thế lực đứng đằng sau. Vậy sau khi Bravo 2 diễn ra rồi thì sao? Mấu chốt để thành công đó là sự trung thành của những người thực hiện, và quan trọng nhất đó là sự hiện diện của quân đội. Hiện nay thì đang có hai kịch bản có thể xảy ra như sau. Một, đó là phe đằng sau những người nhân danh bà Hasina nắm được quân đội và tiến hành một cuộc lật đổ chính phủ lâm thời của Muhammad Yunus. Kịch bản này là dễ xảy ra nhất. Khi theo báo chí Bangladesh thì trong cuộc họp ngày 4 tháng 8 năm 2024, tức là trước khi bà Hasina từ chức, quân đội đã bị chia thành hai phe, một bên ủng hộ bà Hasina và bên còn lại bao gồm một nhóm các sĩ quan trẻ và còn lại khoảng 60 sĩ quan đã về hưu phản đối. Điều này đã cho thấy rằng phe quân đội cũng đang bị chia rẽ. Đó là còn chưa kể bà Hasina còn có uy tín của người cha bà là ông Sheikh Mujibur Rahman, được cho là người cha sáng lập của Bangladesh trợ lực. Phe biểu tình ủng hộ bà Hasina mới đây cũng nhân danh là tưởng niệm cái chết của ông để xuống đường biểu tình và đụng độ với cả quân đội. Hai là quân đội đứng ngoài tất cả và phe biểu tình mới sẽ tạo ra một làn sóng bạo loạn đủ lớn để lật đổ chính phủ lâm thời và thiết lập nên một chính quyền mới, vẫn dưới danh nghĩa là ủng hộ bà Hasina, đồng thời dập tắt tất cả các cuộc bạo loạn của phe còn lại. Và thứ ba cũng là kịch bản xấu nhất, đó là một cuộc nội chiến khi quân đội cũng bị chia thành hai phe, đồng thời những nhóm biểu tình mới bắt đầu thành lập đảng phái chính trị và quân đội sẽ quay sang tàn sát lẫn nhau giống như ở Myanmar hiện nay, cho tới khi thành lập được một chính phủ liên hiệp hoặc là một phe đủ mạnh tiêu diệt tất cả các phe còn lại. Một điều nữa cần phải đặt ra, đó là kẻ đứng đằng sau tất cả là ai? Thực sự đây là một điều mà không ai có thể đoán được. Có luận điểm thì bảo là do Mỹ, có người thì bảo là Ấn Độ, thậm chí cũng có thể chính là bà Hasina. Khi bà đã có 16 năm cầm quyền ở Bangladesh và tiếp nối di sản mà người cha để lại, khó mà có thể nói là bà dễ dàng chấp nhận buông xuôi tất cả ở đây. Nói chung, nói luận điểm nào cũng đều có cơ sở cả. Tuy nhiên, có một điều mà chúng ta đều có thể thấy được, đó là dù kịch bản nào có thể xảy ra đi chăng nữa và kẻ đứng đằng sau là ai đi chăng nữa, thì mục tiêu của nó sẽ không phải là mấy cái danh nhân chủ, tự do như mấy kẻ này nêu ra, cũng sẽ không phải là phát triển và đưa Bangladesh ra khỏi thảm cảnh kinh tế khi mà đến một người bình thường cũng biết là bạo loạn và đốt phá các nhà xưởng, các cơ sở hạ tầng và kéo dài bạo loạn không phải là cách để giải quyết vấn đề việc làm hay lạm phát kinh tế, mà sẽ chỉ đẩy nó vào vòng xoáy hỗn loạn hơn. Những kẻ này chỉ là những kẻ cơ hội mượn gió phất cờ để tập trung lợi ích và quyền lực về tay mình.